Rồi em qua đơn nhá. Đây là một ít cái nhãn lỗi, nhãn 4N lỗi em xài cho các bác các anh chị. Các bác làm một số tầm tay trâu nữa thì phải để em lên tay trâu. Em có một cái chậu hồng cánh sen đây các bác các anh chị nhà mình nhá. Có bác nào muốn sưu tầm màu hồng cánh sen, cây rất là đẹp luôn, lá xếp. Cái này có hai cây trâu ghép ở dưới chân này, có hai trâu cây ghép ở dưới chân thôi. Lỗi gãy dập lá thì cái này không có cho em. Em sẽ chốt cho các bác các anh chị nhà mình chậu hồng cánh sen này nhá, giá là 350 bao phí ship. Một chậu hồng cánh sen như thế này giá có 350 thôi. Bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn đây. Ok được cái này thì báo em nhá. 350k chậu này thôi cả nhà mình ơi. Em bao phí vận chuyển cho các bác các anh chị luôn đấy ạ. Đấy, cả nhà mình muốn sưu tầm cây to cây nhỏ gì thì cứ comment nhiệt tình lên giúp em nhé. Đây là đay trâu. Đay trâu giá rẻ 350. Dạ em không có bác Hoàng Vũ ơi, em không có. Có cây nhặt nào lỗi mà đẹp không hả anh Thương Văn? Đây rồi để em chọn cho anh Thương Văn một cây đi nhá, lỗi nhẹ nhàng. Đây anh Thương Văn ơi, cây này cho em, cái này có lỗi tí ở mép lá đây này, lỗi khô cho em nhé. Cái lỗi sẹo này là sẹo khô lâu rồi. Chốt cho em cái chậu này là 250, em bao phí vận chuyển 250k. Bao phí ship cây này luôn. Đây là nhãn 4N hàng F1 đấy. Còn vài chậu cái hàng lỗi nhẹ nhàng một tí này em xả nốt cho các bác anh chị. Bình thường là đang 450 đây. Hôm nay em chia sẻ còn có 250 thôi, bao phí ship. Lá 5,5 à? Không có. Đó, cái lá 5,5 giờ em lại mới nhìn nào. Không có anh ạ. Lá chỉ được 4 sang 7, 4 sang 8 thôi. Đấy bác nào chốt chậu nhạn này cho em này 250k thôi. Em bao phí ship, đây là nhạn nhạn 4N hàng F1. Hàng F1 cho em. Đấy, em chia sẻ chậu này có 250 thôi đấy, cả chậu bao phí ship. Ok được cái này báo em nhé. Còn đây, bác nào thích đây là những cái nhặn cũng là 4N nhưng mà hàng F2 giá lại vô cùng rẻ luôn. Chậu này em chia sẻ giá là 450 bao phí ship này. Cây đã thuần vườn rồi nha. Dạ em không, em lại không có đầm lầy anh Thắng Thành ơi. Anh Nguyễn Văn Trường gửi bên đội 2 cho em một chậu. Nguyễn Văn Trường là ai đây?